Ok, hello các bạn nha. Thì hôm nay vẫn là một bài tiếp tục, đó là những cái bài kỳ trước mình đã chỉ các bạn cái Cartesian coordinate rồi, đúng không? Là các bạn nhớ những cái clip đó không? Mình ghi cái chữ quadrant đó. Đó. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn G1, G2. G1 nhé. Hôm nay mình ôn lại nha. G1 là linear, ok. G2 là clockwise nha. G3 là gì các bạn? Là G3 là ngày hôm nay mình sẽ học. G3 mình sẽ nói là counterclockwise nha. Đó. Thường thì người ta sẽ như vậy nè các bạn, clockwise người ta sẽ ký hiệu là CW, counterclockwise nghĩa là CCW. Thì khi đó mình sẽ hiểu được, tại vì các bạn sẽ gặp những cái ký hiệu này trên máy tiện đó, về cái phần mà trục chính quay như thế nào đó, thì nó sẽ có những từ viết tắt như thế này, thì các bạn sẽ biết là ok, mình muốn điều khiển, ví giả sử như bạn muốn điều khiển kem trục chính nó quay như thế nào thì các bạn chỉ cần ấn vào những cái ký hiệu này. À, thì nó có ghi chữ spindle ở trên đó. Rồi bây giờ bài hôm nay mình xong G3. Thì G3 có nghĩa là điều khiển hướng dao đi ngược chiều kim đồng hồ ha. Thì mình ví dụ nha, bây giờ mình cũng tiếp tục vẽ đi lái xe. Bây giờ mình đi đến đây là đi thẳng đúng không? Mình lái xe trên một con đường mình đi thẳng. Đó. Nếu như mình đi tới đây đúng không? Mình sẽ có một góc cua thì mình phải quẹo bên bên này. Đó. Đúng không bạn? Xong rồi bạn quẹo bên này. Đúng không? Rồi bây giờ thêm mình gặp thêm một khúc cua nữa thì mình đã quẹo như thế này. Đấy. Đấy. Thì ở đây mình sẽ gọi là những cái điểm stop sign ha. Đó, những cái điểm này. Những cái điểm stop sign như vậy. Đấy. Những cái điểm như vậy ha. Đó. Thì khi mà mình lái cái xe của mình. Đúng không? Ừ. Xe của mình là cái này là giao tiện đó nha, em yêu ha. Ừ. Thì khi mà mình muốn lái xe tới đây thì mình phải điều khiển xe, thì điều khiển xe trong máy tiện á, thì khúc này á, thì khi mà mình nhìn thấy cái này nó đi một cái đường thẳng nè, thấy không này, à, xe mình đang đi một đường thẳng thì mình chỉ cần nhập mã hóa vô đó là lệnh G1, thì G1 là linear. Khi mà bạn gặp stop sign các bạn phải ngừng lại. Đúng mà. Rồi bây giờ cái xe của mình nó sẽ đi tới đây. À. Cái xe của mình nó sẽ đi vào đây. À, nó sẽ đi vào đây. Để mà nó bo thêm một đoạn đường này. Khi mà nó đi vào đây thì cái hướng nó phải đi lên. Đúng không ạ? Thì hướng nó đi lên như vậy. Đấy. Thì cái hướng nó đi lên như vậy các bạn sẽ thấy nó đang đi ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Thì cái đồng hồ nó phải quay là quay theo hướng tích tắc đồng hồ quay đúng không? Rồi nó sẽ đi theo hướng từ phải sang trái. Nhưng mà cái hướng này nó đi là từ trái sang phải nè các bạn thấy không? Nó sẽ đi từ trái sang phải là đi lên. Thì bắt buộc là ngược chiều kim đồng hồ rồi. Thì ngược chiều kim đồng hồ tiếng Anh nó sẽ là counter clockwise. Counter có nghĩa là những cái gì nó nghịch lại những cái kia. Đúng không bạn ha? Khắc khắc tinh của cái kia lại á. Đó. Thì mình sẽ đi hướng ngược chiều. Thì mình phải cũng phải nói cho máy tiện là ok ngược chiều là G3. Thì nó đã có sẵn rồi. Thì tới đây stop sign thì ngừng lại. Đấy. Đúng không? Rồi bắt đầu mình sẽ đi cái đường thẳng đến đây, có nghĩa là mình đi G1. À.
Rồi sau đó mình lái xe một đoạn đường mình gặp stop sign đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi một cái đoạn đường leo núi lên cái đồi này. Thì khi mà mình leo đường leo núi trên cái đồi này thì cái hướng của nó nè. Đấy, cái hướng của nó là các bạn thấy không? Là theo chiều kim đồng hồ đúng không? Đó. Thì theo chiều kim đồng hồ mà để mà điều khiển xe, để mà điều khiển giao được thì mình phải cho nó một cái mã. Thì mã theo chiều kim đồng hồ là có phải là G G2 không? Đó. Rồi. Vậy ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho một cái ví dụ như là điểm điểm này trên một cái bàn tiện các bạn. Đó, thì cái này là trục gì đây? Đây là trục Y. Đó. Còn cái hướng này nè là trục X. Đó, thấy không? Rồi. Thì những khúc này đi. Mình sẽ cho là như vậy là trừ 1 ha. Đây là trừ 1 đi ha. Đó. Cái này là 1 đi ha. Đó. Thì đầu tiên dễ lắm. Tọa độ này là tọa độ không. Ha. Mình đã chỉ các bạn rồi. Cái điểm này người mình có thể là origin. Đấy. Mình cũng có thể là origin và mình cũng có thể hiểu nó là G. G54, G55 và tới G59. Thì đây là góc tọa độ chính. Đó. Vì cái vạch xuất phát của mình nằm đây. Đó, thì từ cái vạch xuất phát này bắt đầu mình mới vẽ rồi bắt đầu mình mới điều khiển xe mình đi. Khi khi mà cái xe mình hướng xe mình đi thì đồng thời nó cũng sẽ tạo ra một cái đường, và cái đường nó tạo ra hình thù thì nó cũng giống như là trong tiện thôi. Ok. Rồi bây giờ mình điều khiển giao thì mỗi cái stop sign như vậy nè ha, mình sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Đấy, mình sẽ có những cái khoảng cách nhất định như vậy. Đúng không ạ? Mình phải có một khoảng cách nhất định như vậy. Đấy. Đấy. Đúng không? Thì giả sử những cái khoảng cách này mình cho nó là khoảng bao nhiêu ạ? Một inch đi ha. Như này là 0.5 inch đi. Đó. Thì cái này cũng là 0.5 inch. Này cũng là 0.5 inch. Đấy. Đó, hay vậy không? Rồi vậy thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình bao nhiêu điểm. Điểm 1 là điểm 0 thì mình ghi 0 rồi. Rồi mình lập tọa độ đấy. S nè, Y nè. Thì ngay điểm này thì mình sẽ có S0 và Y0. Còn ngay điểm này, các bạn thấy đây 1 in không? Thì tương ứng ở đây là số 1. Thì mình sẽ gọi là 1. Còn Y ở đây không thay đổi thì mình sẽ gọi là Y0. Đó. Còn cái dòng cung này 5 inch đúng không? 5 inch như vậy. Đúng không? Mà ở đây là hướng Y trừ trừ 1 mà. Ừ. Thì mình cũng vậy luôn. Cộng thêm 5 inch là ngay khúc này đúng không? Ừ. Là bao nhiêu? 1.5. Ừ. Đó. 1.5. 1.5. Y là y 0. Đó. Thì giả sử như mình sẽ cho cái này là rồi. R.5 đâu. Ừ. Cái này là R.5 luôn. Đây. Đó. Thì các bạn thường thường á thì khi mà mình bo một cái dòng cung thì mình sẽ rồ ram cái bán kính ha. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái bán kính này là bán kính 180 độ. Đó. Rồi. Và cái điểm này mình không cần phải biết nó đâu. Cái điểm này mình cũng không cần biết nó luôn. Đó, để cho các bạn đỡ phải
Lộn ha. Thì đây mình sẽ có bao nhiêu điểm này? Để mình nói lại ha. Một điểm nè ha. Hai điểm nè ha. Ba điểm nè ha. Bốn điểm nè ha. Năm điểm. Đấy. Bây giờ mình đã viết được 3 điểm rồi. Điểm thứ nhất là ngay tọa độ góc 0. Điểm thứ hai là tọa độ này 1 in và y không thay đổi. Điểm thứ ba là tọa độ 1.5, tại vì mình lấy 1 mình cộng cho này. Đó, thì nó ra tọa độ điểm này vẫn là 0. Đấy là mình có 3 điểm 1 2 3 và điểm thứ tư này cộng thêm tiếp là 2.5. Đúng không? Mình lấy 1.5 mình cộng cho cái khoảng cách này và y mình cũng là không thay đổi luôn. Đấy. Nó là như vậy. Ok, rồi tiếp tục mình tới cái điểm cuối này. Đúng không? Mình đã có cái điểm thứ này rồi. Đúng không? Đó. Mình muốn điểm này thì cũng vậy luôn. Mình lấy 2 mình cộng cho cái này. Đó là 2.5. Và 0 luôn. Đó. Bạn hiểu không? Nó là như vậy á. Rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Ngay từ điểm này thì mình cứ cho đây là một điểm đúng không? Điểm này là điểm 0 thì mình sẽ gọi là G0. Đấy. Còn bây giờ mình điều khiển xe từ điểm 0 mình đi tới đây và mình thấy nó là đường thẳng thì các bạn phải đi lệnh G1 cho mình ha. Từ G1 này mình thấy tới điểm nè. Tới điểm số 3 này là bạn thấy nè không? Hồi nãy mình đã nói này, G3 thì mình sẽ gặp vô G3. Nhìn này. Đó, ngược chiều kim đồng hồ. Đó, khi mà xe nó chạy tới đây rồi. Ngừng lại và bắt đầu chạy thẳng thì mình sẽ gọi đây là G1. Rồi G1 bắt đầu nó đi lên. Đây là G2 thì mình sẽ gọi là G2 đấy. Và các bạn nên lưu ý cái hằng nào mà nó có G2 và G3 thì nó phải có thêm hằng R nữa. Thì hằng R mình đã cho rồi, có nghĩa là bán kính vòng tròn đấy. Thì bán kính vòng tròn mình phải ghi kế bên đấy. Để mà mình viết program. Rồi. Nhớ thêm một điều nữa, đó là cái lệnh đó nó sẽ kèm theo và y đúng không? Đó. X và y đó. R phải có đi với f ha, tất cả đấy. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành rồi đúng không ạ? Đó, bây giờ mình đã hoàn thành cái program rồi đó, thấy dễ không? Đó. Mình phải có x mà y đấy, có x và y đấy, có x và y đấy. Thì ngay G0 này thì mình chỉ điền x0, y0 vào thôi. G1 nè. X1 đúng không? Y là y0 nè. Đó. 1.5 mình chỉ cần điền vào. Nó là 1.5. Y cũng là y0 luôn. Đấy. X và y. Ở đây là 2 chấm. Mình chỉ cần điền vào 2.0. Y là 0 chấm. Đấy. G2 là 2.5. Đấy. Và y là 0 đúng không ạ? Đấy. Là các bạn thấy không? Khi mà mình lập ra một cái bảng như vậy và mình ghi những cái tọa độ từng điểm, những cái point ở trên này, những cái point. Cái này nó gọi là point nhé. Thì khi mình đã có những tọa độ điểm point như vậy thì mình có thể dễ dàng lập ra một cái program tiện. Đấy, thì các bạn nhớ cho mình, đối với G0 thì mình sẽ không cần có F. G1 nè. Đấy, mình phải cần có F nữa. F thì có thể là 10 chấm hoặc là G3, G2. Thì G3, G2 thì nó vừa có F mà nó vừa có R. Thì R đó là chữ viết tắt của chữ radius. Đó, radius có nghĩa là bán kính. Đó, các bạn nha. Đấy. Thì F F mình có thể để 10 chấm cũng được. Đấy. Thì những cái câu như này đấy. Thì các bạn hiểu không? Đó. Thì đây là một cái program
về lệnh G1, G2 và G3. Thì để viết RAM, bước đầu tiên mình phải biết được cái xe, mình phải biết cách lái xe như thế nào và mình biết sử dụng cái lệnh nào cho cái hướng đi của cái xe của mình. Thì ở đây cái xe mình ví như là cái giao tiện vậy thôi. Thì khi mà các bạn biết được cái hướng giao, rồi các bạn sẽ đối chiếu vào cái hướng đi giao của mình, đó sẽ là vào cái lệnh nào. Thì những cái lệnh ở đây bắt buộc mình phải học thuộc lòng rồi. Thì nếu như mà giao đi ngược chiều thì mình sẽ hướng là G3. G3 là ngược chiều. Mà giao đi cùng chiều kim đồng hồ thì mình sẽ là G2. Còn nếu mà giao đi thẳng thì mình sẽ dùng G1. Đấy. Thì khi mà mình biết những cái chiều hướng nó đi rồi thì mình sẽ tiếp tục mình tìm vào những cái điểm. Thì những cái điểm đó nó sẽ là gì mà những cái điểm đó là những cái khúc cua, đúng không các bạn? Những cái khúc cua thì những cái điểm đó nó sẽ ví như là những cái stop, những cái stop sign, là những cái bảng biển báo mình giúp cho xe của mình ngừng lại để mà bắt đầu tạo một cái khúc cua mới trong cái hướng mà mình muốn đi. Rồi thì những cái stop sign đó thì nó phải có những cái loại nó gọi là những cái khoảng cách địa lý ha. Thì cũng giống trên xe thôi, thì đối với những khoảng cách này, đó là những cái khoảng cách mà trên bản vẽ mà nó cần nó giao cho mình. Thì bắt đầu mình sẽ ghi ra những cái khoảng cách từng cái địa điểm mà mình muốn giao nó đi như thế nào. Rồi khi mà mình đã có những cái điểm này rồi thì mình sẽ lập dễ dàng ghi một cái chương trình program cho nó. Thì các bạn thấy không, mình ghi rất là dễ dàng, chỉ cần mình có những cái điểm bảng kế bên và mình đã tính trước được những cái đường đi như vậy. Ok, đi hướng này là sẽ sử dụng G này và đi hướng này nó sẽ sử dụng G này. Đấy. Rồi tiếp theo G0, đúng không? Góc tọa độ 0 thì mình sẽ không cần phải có bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà khi mà các bạn để ý ha, G1, G3, G1, G2 thì G1 bắt đầu mình phải thêm F view. Nếu mà không có F thì nó sẽ không chạy và nó sẽ báo lỗi. Đối với G3 và G2 thì G2 và G3 nó là cái lệnh chạy cung tròn, thì nó sẽ có những cái thằng error này là bán kính. Đấy, thì nó chỉ có thêm cái error nữa và thêm F thôi. Đấy. Rồi, cái này là mình muốn làm rõ cho các bạn thôi. Nhưng mà khi mà trên máy tiện á, các bạn chỉ cần để một cái này thôi là máy tiện nó tự hiểu rồi. Các bạn không cần phải ghi nhiều cái F làm gì hết. Đó, thì nếu không cần ghi nhiều cái F tại vì cái máy tiện á nó được lập trình theo kiểu model. Các bạn sẽ đấy. Model, các bạn sẽ hiểu được cái chức năng model này. Đấy. Thì cái chức năng model này các bạn, đó là giả sử như từ cái hàng số 1 này tới hàng số 5 này, giả sử như cái F của bạn là 10 chấm mà các bạn không thay đổi thì nó sẽ hiểu từ cái hàng này trở đi F lúc nào cũng 10 chấm hết. Đấy. Còn giả sử như cái hàng này các bạn để F 15 chấm thì nó sẽ hiểu là những cái hàng này mình chạy F 10 chấm rồi tới hàng này nó đọc được cái hàng F 15 chấm nó sẽ tự tăng lên cho các bạn. Thì cái model cái này đó nó sẽ hiểu ok là nếu mà cái câu trước mình để F 10 chấm và những cái câu sau mình không thay đổi F thì nó sẽ tiếp tục giữ nguyên cái F 10 chấm này để mà nó xài cho những cái câu sau. Đấy, đó là cái chức năng model trên máy tiện ha. Ok, bye bye.